Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Kính chào các quý đạo hữu Kính thưa các quý đạo hữu Hôm nay chúng ta lại chia sẻ với nhau Trong buổi trạch pháp thường kỳ Hôm nay chúng ta chia sẻ với nhau về chủ đề Cách diệt trừ các tai họa Thông qua bài kinh Phật Hàng Phục Bọn Cướp Kinh Pháp Cú Thí Dụ thỉnh các đạo hữu chúng ta chắp tay niệm hồng danh Phật cầu gia hộ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Phật na bổn sư thích ca mâu ni nam mô Phật na bổn sư thích ca mâu ni kính thưa các quý đạo hữu bài này thì các quý đạo hữu sẽ nghe nhiều với cái ý nghĩa rộng do sư phụ đã giảng tâm chiếu hoàn quán xin trạch lại những ý mà phù hợp với phật tử cư sĩ tại gia chúng ta thực hành thôi giờ này tâm chiếu hoàn quán xin đọc văn kinh thuở xưa phía lam thành la duyệt kỳ có một núi lớn cách thành hai trăm dặm các con đường lớn về phía nam đều đi ngang qua núi này trong núi có năm trăm tên cướp dựa vào địa thế hiểm trở để cướp bóc. Về sau chúng lại lộng hành, gây hại bừa bãi, khiến các thương buôn bị cướp không dám đi qua, giao thông do đó bị tắc nghẽn. Quốc vương đã nhiều lần đem binh truy bắt bọn chúng, nhưng vẫn không dẹp được. Bấy giờ Đức Phật đang giáo hóa ở trong nước. Ngài thương xót chúng sinh, nghĩ rằng bọn kiếp kia không biết tội phước, như lai ra đời, mà mắt họ không thấy, chúng pháp vang rèn, mà tai họ không nghe. Ta nếu không đến hóa độ, họ sẽ mãi mãi xa đọa như đá chìm dưới khe sâu. Vì vậy, Đức Phật liền hóa ra một người cưỡi ngựa, ăn mặc đẹp đẽ, vai mang kiếm báu, tay cầm cung tên, con ngựa được thắng yên vàng, giảm nạm bạc, lại đeo viên ngọc minh nguyệt trên mình, người cưỡi ngựa thúc chạy vào núi. kính thưa quý đạo hữu, ở đây có nói đến về thần lực của Đức Phật, ngài hóa thân thành một tên cướp gửi một con ngựa rất là tốt và đi vào cái chỗ bọn cướp ở đây có thể có những người chưa biết đến Phật pháp nhiều hoặc có những người cũng biết đến Phật pháp nhưng mà có thể là không tin ở cái chỗ là tại sao Đức Phật có thể biến hóa thành thế này thành thế kia thì kính thưa các quý đạo hữu các bậc A La Hán là các ngài đã đầy đủ thần thông Tức là các ngài có thể biến hóa mình thành bất cứ cái gì mà phù hợp với cái việc làm lợi ích chúng sinh. Thế Đức Phật của chúng ta là bậc toàn giác cho nên ngài biến hóa bằng thần lực của chính ngài. Thì kính thưa các quý đạo hữu ở trên thế gian này chúng ta thấy chúng ta cũng có rất là nhiều điều nghi ngờ. Ví dụ như là tâm chiếu hoàn quán là một người chưa bao giờ đi trang điểm cho ai chẳng hạn. Thế thì thấy một người lúc trước họ gặp mình thế này Lúc sau họ đã trang điểm trở thành con người khác Nhưng mà với cái con mắt của tâm chiếu hoàn quán nhìn Thì mình không nghĩ là trang điểm nó có thể như thế được Cho nên mình sẽ nói là hai con người này khác nhau Không thể nào một người này lại có thể hóa thành người khác Đấy, hoặc là bác sĩ thẩm mỹ chẳng hạn Người ta hóa từ người này đến người kia Đấy thì chúng ta cần cái sự tác động từ bên ngoài Nhưng các vị đã tu tập có năng lực thì các vị tự biến hóa cái thân đó tự biến hóa được đó là một điều kỳ diệu nó vượt trên cái điều kỳ diệu của tay nghề các quý đạo hiệu cái kia là tay nghề mà người ta chế biến ra phấn cũng là tay nghề xong biết đánh từ khuôn mặt này trở thành một khuôn mặt khác từ xấu trở thành gì thành đẹp ở ngoài thì nó có cái câu gọi là vịt hóa thiên nga đấy tức là người ta trang điểm rất là rất là kỹ kỹ kỹ, kỹ xảo rất là tốt rất là giỏi đấy nhưng mà với cái khả năng của mình nếu như mình chưa bao giờ được tiếp cận với sự giỏi của người ta mình không tin phải không hoặc là người ta có thể chuyển giới giúp cho người khác từ nam sang nữ từ nữ sang nam nếu như mình là người chưa tiếp cận với sự thật đấy mình cũng không tin mình bảo làm sao một con người như này đang là con trai này có thể chuyển sang con gái được không tin không tin là do chúng ta không biết thế còn khi chúng ta biết thì chúng ta sẽ tin thì do chúng ta học phật pháp cho nên chúng ta thấy những lời của đức Phật dạy, nếu bình thường với cái trí trí óc như chúng ta, trí tuệ như chúng ta cũng không thể biết được, ví dụ không sát sinh thì được sức khỏe, cái đấy chúng ta cũng không thể biết được, hoặc là những báo ứng chúng ta cũng không biết được, nhưng với trí tuệ của đức Phật thì ngài dạy và chúng ta khi chúng ta được tiếp cận chúng ta mới bảo ồ quả thật là đúng khi chúng ta có tiếp cận Cho nên ở đây chúng ta phải giải nghi cho chúng ta bằng cách rằng Trí tuệ của chúng ta không bằng Phật Cho nên có những cái của Phật chúng ta không biết Không thể viết được Nhé, Cho nên chúng ta phải giải nghi cho chính mình Tâm chiếu hoàn quán xin đọc tiếp kinh văn Bọn cướp trông thấy mừng rỡ vì gặp được món hời Chúng nghĩ mình nhiều năm ăn cướp mà chưa gặp được món hàng nào đáng giá như vậy với sức một người mà chống lại chúng ta có khác nào lấy trứng trọi đá. Suy nghĩ như vậy nên cả bọn chặn đầu ngựa lại. Rồi bao vây rút đao gương cung định sát hại người kia. Tức là Đức Phật hóa thân thành một người cưỡi ngựa đi vào đấy thì bọn cướp ra để chặn để đánh. Lúc ấy hóa nhân niền gương cung bắn múa kiếm chém khiến mỗi tên cướp đều trúng tên và bị thương vì mũi tên sâu vết thương nặng nên cả bọn đều té lăn lộn trên đất năm trăm tên cướp lần lượt dập đầu xin quy hàng thưa rằng ngài là thần tiên phương nào mà oai lực như vậy xin ngài tha cho chúng con được sống chúng con bị thương đau nhức không chịu đựng nổi, xin ngài hãy mau nhổ tên trị lành vết thương cho chúng con. À kính thưa các quý đạo hữu ở đất nước Ấn Độ, ấy, thổ xưa ấy là một đất nước của tâm linh. Tất cả những người dân họ đều sống với tâm linh, cho nên đối với họ là họ rất tôn thờ thần linh, cho nên đối với những ai mặc giỏi quá sức tưởng tượng của họ họ cũng đều có chung một cái suy nghĩ đó là thần tiên ở cõi nào đến. Cho nên mới có cái câu hỏi đấy ạ. Tâm chiếu hoàn quán xin đọc tiếp. Hóa nhân đáp. Vết thương này chưa phải là lặng. Mũi tên này chưa phải là sâu. Trong thiên hạ, vết thương nặng nhất không gì hơn âu lo. Tai hại lớn nhất không gì hơn ngu muội À, kính thưa quý đạo hữu, tâm chú hoàn quán xin trạch cái phần này thôi đã. tức là vị hóa nhân tức là đức Phật đấy, có dạy cho bọn cướp rằng trong thiên hạ vết thương nặng nhất không gì hơn âu lo. chúng ta xem lời đức Phật có phải là đúng không? cái sự lo âu của chúng ta ấy, nó sẽ làm cho chúng ta tâm hồn bất an nó bất an, lo lắng nó làm cho cơ thể chúng ta bị làm sao, bị mệt mỏi, bị sinh bệnh. đấy nhé, mỗi một cái tâm lo âu thôi nó làm cho chúng ta bị sinh bệnh, chúng ta bị mệt mỏi, chúng ta bị bị mất phương hướng, rồi có khi chúng ta thời này gọi là bị stress, gọi là bị thần kinh nữa. đấy cái tâm lo âu nó có cái kết quả như vậy, cho nên Đức Phật mới dạy rằng là trong thiên hạ vết thương nặng nhất không gì hơn âu lo cái đấy là đúng nhá hay đức phật dạy như thế là đúng tai hại lớn nhất không gì hơn ngu muội chúng ta có thấy là nếu mà chúng ta ngu chúng ta làm cái gì cũng hỏng không nó có tai hại không rất là tai hại không làm được cái việc gì tại vì làm thì nó cứ hỏng hết thế gọi là cái cái tai hại lớn nhất là không gì hơn ngu muội Cho nên khi cha mẹ sinh ra chúng ta Cha mẹ mình dốc hết cả tiền để cho chúng ta đi gì? Đi học Đi học để cho nó khôn lên, để cho nó lớn lên Để cho nó có nhiều kiến thức, để cho nó có thể tự lo trong cuộc đời mình được Cho nên phải có gì? Phải có học Đấy, cho nên là cha mẹ mình cũng thấy rằng không cái gì mà mà khổ bằng, tai hại bằng Cái sự ngu dốt cho nên cha mẹ phải cho mình đi học Chính là vì như vậy Thế cho nên lời Đức Phật dạy là đúng Không có cái gì mà lại tai hại bằng cái sự ngu muội Cho nên tai hại lớn nhất không có gì hơn ngu muội Tâm trí hoàn quán đọc tiếp lời của Đức Phật ạ các ông mang mối âu lo do lòng tham cầu, mang tâm ngu muội của sự giết hại, tức là đức phật khẳng định là mình âu lo là do mình có nhiều tham cầu quá đúng rồi nếu không có tham cầu đâu phải lo lắng ví dụ tham cầu cho mình có thật nhiều sức khỏe chỉ cho mình thế đã có thật nhiều sức khỏe mình thật là đẹp cho nên mình có tham cầu thế mình có lo lắng không suốt ngày no lắng đi tìm cái gì ăn đi tập thể dục rồi để tìm cái loại à, dưỡng da nào tốt nhất thế rồi tìm rất là nhiều thứ để cho nó đẹp và để cho nó khỏe rồi muốn có tham cầu muốn rằng là cho cái có cái người yêu mình thật là đẹp thì có phải là mắt phải để ý lung tung không? Phải đi tìm không? Thế thế cho nên chúng ta phải tư duy rộng ra. Rồi chúng ta muốn cho mình có được giàu sang thì chúng ta phải lo no lắng để gì để làm ăn rồi làm ăn nó thất bại thì lại lo âu buồn sầu khổ thế rồi nó nhiều ví dụ như là cái việc cặp bồ cặp bịch cũng là do gì là do tham cho nên lo no âu là do gì do tham từ tham nó xuất hiện ra những cái trạng thái lo âu và lo âu là khổ thế rồi mang tâm ngu muội của sự giết hại tức là đức phật nói với bọn cướp là các ông ngu muội cho nên các ông mới đi giết hại rồi đức phật lại dạy tiếp loại đau thương độc tiễn này thật khó có thể chữa khỏi tức là đức phật ví cái sự lo âu từ tham cầu ví cái sự ngu muội từ sự giết hại đó là đau thương độc đó là mũi tên độc bắn chính vào người chúng ta đó chính là do tâm chúng ta Tâm chiếu hoàn quán xin đọc tiếp Gốc rễ của hai thứ này rất sâu chắc giàu kẻ lực sĩ mạnh mẽ cũng không nhổ nổi Cái này là không thể dùng cơ bắp mà nhổ đi được cái lo âu Phải không? Không dùng cơ bắp để nhổ được Cái mũi tên lo âu Mũi tên tham cầu Cái mũi tên mà ham muốn giết hại Tại vì bọn cướp nó đi giết hại để nó chiếm đoạt tài sản mà Tham cầu tài sản Cho nên nó đi giết hại cái mối đấy thì dù lực sĩ cũng không nhổ khỏi tâm mình ra được Cũng không nhổ cái tham cầu ấy ra được Để xem Đức Phật dạy thế nào tiếp Chỉ có giáo pháp, giới luật, đa văn trí tuệ Mới có thể trị lành các thứ tâm bệnh này Nhổ sạch buồn, yêu, ngu si, cống cao Và chế phục, tham dục mạnh mẽ Hãy gây tạo phước đức, tu học trí tuệ Mới có thể trừ được các tai hoại trên mãi mãi được an ổn. Thì Đức Phật đã dạy rồi, nếu mà muốn nhổ đi được cái tâm cái tâm bệnh này thì chúng ta phải nhổ đi cái sự buồn yêu ngu si cống cao chế phục tâm tham dục mạnh mẽ gây tạo phúc đức tu học trí tuệ mới có thể trừ được các tai họa trên mãi mãi được an ổn thì nó trừ được cái tai họa đó tâm chiếu hoàn quán kể cho các quý đạo hữu nghe hôm qua có một Phật tử gọi điện đến cho tự tâm chiếu hoàn quán, cho tâm chiếu hoàn quán kể một câu chuyện thế này. Là chị ơi chồng em cũng làm có một tí chức sắc. Thế nhưng chơi bời cờ bạc thua lỗ rất nhiều, thua rất nhiều. Em và gia đình nhà chồng phải đi trả nợ. Thế rồi lại còn cặp bồ nữa em rất là khổ đau phiền não tức là cũng gọi tâm chiếu hoàn quán phải đến bao nhiêu cuộc ấy thì tâm chiếu hoàn quán thấy gọi nhiều quá tâm chiếu hoàn quán mới nghe thì em ấy vừa khóc vừa kể cái câu chuyện này thế thì tâm chiếu hoàn quán cũng phân tích cho em là thế em còn yêu chồng không bảo là rất là yêu Thế bây giờ thì tâm chiếu hoàn quán mới cũng phân tích ra Tức là phân tích để cho em ấy giật mình ra Tức là giúp cho em ấy nhìn nhận sự thật Thế thì tâm chiếu hoàn quán mới nói rằng Thế này Sự thật Là chồng em Mang hết tiền của em đi Rồi bây giờ em còn đang trả lợ Thế rồi lại đi yêu người khác Không phải là yêu em Cho nên đối với em là chồng em không có một chút tình cảm nào tức là không có một chút nào nếu có tình cảm thì người ta đã lo vui vun đắp cho mình kinh tế người ta đã phải thương mình thế còn cái tình cảm của người ta thì người ta lại còn một chút tình cảm không liên quan đến kinh tế thì lại dành cho người khác rồi có dành cho mình nữa đâu thế là em hoàn toàn là một người không được hưởng một chút nào từ phía chồng mà lại hoàn toàn là bị hành khổ vậy em hãy nhận diện đi chính em là đang yêu cái gì có phải yêu cái hình tướng của chồng em không tức là chỉ cần một người đàn ông có cái vỏ thôi thì em thử xét lại xem mình có cần thiết đến mức độ như vậy không đấy tức là chúng ta phải tư duy thật sâu thì chúng ta sẽ có cái cách giải quyết sáng suốt Thế thì em quay trở lại nghiệp lực của em. Nghiệp lực của em đang yêu quý sự trả lợ đấy, tức là chúng ta phải bỏ cái tướng người đàn ông ra. Bây giờ là trả lợ vẫn rất ham thích. Thế rồi người ta đi cặp bồ, cái tâm tính đi cặp bồ và cái tâm tính chơi bời mất tài sản, mình đang vẫn còn yêu quý hai cái tâm tính đó, còn cái tướng thì bỏ qua. Cái tướng chẳng qua chỉ là một cái ngón tay chỉ thôi. Ngón tay chỉ qua cái tướng đấy Tướng của ông chồng thì nó đi đến gì? Đi đến trả lợ và đi đến mất tình cảm Tức là cái tướng của ông chồng chỉ là ngón tay chỉ Còn cái mình được hưởng là gì? Là trả lợ tiền hộ Và mất không có tí tình cảm Tức là nó chỉ là đau khổ, là phiền lão Là ghen tuông Thế thôi Thế thì cái ngón tay đấy nó chỉ Thì cái đấy là nghiệp lực của tâm mình Nghiệp lực của chính mình Vì thế cho nên là Việc đầu tiên em tu tập là em giải quyết vấn đề này em sám hối tội lỗi của em bây giờ em lặng yên em sám hối và em đừng đòi hỏi ở chồng cái gì vì hai cái thứ đó nó có đâu mà cho em chứng tỏ trong chồng vẫn còn có tình yêu nhưng không phải là cho em mà lấy cho người khác em không em chưa có cái phước để được yêu đã có cái phước để được yêu đâu trên người ta có trong trong tâm người ta đang có ý, tình yêu đấy chứ có phải không nhưng người ta lại cho người khác không phải cho mình cho nên mình phải nhận diện được cái nghiệp này Thế thì đừng tham Đừng tham những thứ mình không có được Ví dụ Tiền của chồng bây giờ mình không có được Vì mình chấp nhận Là mình yêu mình không thể bỏ được Thế thì cái là tiền của chồng không có được Thì đừng tham Cho nên là không phải phiền não vì việc đó Nếu mình trả lỡ được Thì trả lỡ không trả lỡ được thì chốt Chốt là không trả lỡ nữa Anh tự có cái của anh Thì anh đi anh trả thế thôi không trả lợi hộ có phải không thế chúng, tức là chúng ta phải không tham không tham cái tướng con người kia nữa phải không giảm cái tham cái tướng con người kia đi thì chốt lại như thế và về phần tình cảm bây giờ cũng không thể bắt người ta trao tình cảm cho mình được cái tình cảm là cái thứ không thể bắt ép các quý đạo hữu ạ đúng không không thể bắt ép mà mình càng bắt người ta yêu mình thì người ta sẽ càng ghét mình đấy là một nguyên lý về nhân quả vì mình cứ đòi cứ tham những cái không phải của mình thì càng làm thì nó lại càng khổ đau cho nên bây giờ em phải tự tạo ra cái của em là gì là phải bố thí tức là khôi không cằn nhằn nữa thôi cứ nấu cơm cho chồng ăn chốt vấn đề đi ra ngoài với ai thì cứ đi chúng ta tại vì cái đấy không thuộc về chúng ta chúng ta không lấy không tham cầu bây giờ chúng ta bắt đầu kết duyên lại từ đầu vẫn nấu cơm cho chồng ăn nhưng tiền không giả lợ, được không? không cần nhằn khi đi, không cần nhằn làm gì vì cái đấy nó đang dành cho người ta, thì cái mà mình bố thí cho người ta đây này, thì người ta sẽ hồi trở lại cái tình cảm. Thế vào mặt khác mình phải tu cái nghiệp của mình, chúng ta lại phải sống có tình nghĩa, đúng không? phải sống có tình nghĩa. Coi như người ta đi ra ngoài thôi, đừng có quan tâm là hôm nay đi đến mấy giờ về, đừng có như thế. Người ta không phải là một con vật, cho nên mới bảo là giờ này phải về, không phải về càng làm cho cho nó mâu thuẫn Thực ra người ta đã có tình ý với nhau Thì người ta lại cứ đúng giờ vẫn cứ tình ý được Đúng không? Chỉ trừ trường hợp mình cõng người ta đi ở lưng mình thôi Mà cái đấy thì mình lại không làm được Mà chẳng ai ta chịu để cho mình cõng Phải không? Bởi vì người ta đã ghét mình rồi Người ta nhìn thấy mình ghét nghe thấy tiếng ghét Đã ghét rồi thì ghét lắm Cho nên tốt hơn hết là bố thí Tức là mình phải biết tu kinh nghiệp của mình và trong đó mình hồi hướng cho các an gia chế chủ. Thế có phải là ở đúng với bài kinh này đừng tham cầu Đừng tham những cái không phải của mình Và mình phải biết tạo nhân quả trên chỗ này Đức Phật dạy này Phải loại trừ ngu si Ngu si tức là không biết nhân quả Không biết tạo nhân quả Không biết hiểu Phật Pháp Không biết tạo nhân quả thiện Không hiểu Phật Pháp Thế thì muốn nhổ sạch được nó Cái sự ngu si này đi Thì chúng ta phải học Phật Pháp Thì chúng ta sẽ hết lo, lo âu Đấy bạn ấy, bạn lo âu, phải không? Nó âu trồng đi với người khác cứ lo thế thôi Không có cách giải quyết hay sao Cho nên chúng ta đa văn, học hành Nghe Phật Pháp để chúng ta hiểu Chúng ta giác ngộ được nhân quả Thì chúng ta sẽ biết tư duy đúng Bản chất của sự việc Nhé chúng ta học nhân quả Thì chúng ta sẽ tư duy đúng Được như vậy Và khi tư duy như vậy Thì chúng ta tất nhiên là chúng ta ngồi Chúng ta tư duy thì chúng ta sẽ có Những cái dòng cảm thọ nó lên Kính thưa quý đạo hữu trước kia tâm chiếu hoàn quán khi còn ở với chồng, tâm chiếu hoàn quán phải tư duy, tư duy bây giờ nếu chồng mình đi với người khác thì mình xử lý sao, nếu chồng mình mang người khác về ngủ ở nhà thì mình xử lý sao, mình nhìn thấy thì mình xử lý sao, đương nhiên nghĩ đến cái thì cảm thọ lên, thì đương nhiên chúng ta thanh lý và chúng ta đưa ra hết cách xử sự và đến cuối cùng tâm chiếu hoàn quán có được một cái quyết định rất vô tư bởi vì tư duy cái đấy từ hồi yêu ạ cho nên có cái tư duy ở trong nhà tôi thì chồng tôi ra ngoài kia thì chồng ai tôi không quan tâm không quan tâm Miễn tiền phải mang về Còn nếu không mang về mà tình cảm không có Tiền không có để nuôi con Thì chia tay Đó Tức là khi chúng ta tư duy được hết rồi Thì chúng ta rất rất là dễ xử lý Bởi vì bản thân chúng ta là Chúng ta sẽ là người sống đạo đức Trên tâm trí hoàn quán cũng nói với chồng rằng Với người yêu Em là người trung thủy còn về phía anh em không biết còn em sẽ là người trung thủy còn không phù hợp với nhau thì chúng ta chia tay rồi chúng rồi em mới tính chị em không bao giờ không trung thủy Tức là mình tự khẳng định con người của mình Không tham cầu Thế ở đây cũng thế Thì trong bài kinh này thì Chúng ta thấy mới lại một cái sự việc Mà Tâm Chiếu Hoàn Quán vừa nói Có thể chúng ta bỏ hết được lo âu chưa Do chúng ta học chưa Chúng ta đa văn, chúng ta học Chúng ta loại trừ cái sự ngu si của mình đi Chúng ta không tham cầu những cái gì mà mình không có Mưu cầu hạnh phúc thì được chứ Tham cầu thì lại không được nhé Mưu cầu hạnh phúc tức là gì? Tức là mình giác ngộ Phật Pháp Hiểu về nhân quả Mình tạo thiện nhân quả Để mình được hưởng cái phước Của cái quả báo thiện này Thì được Chứ còn tham cầu thì lại khổ lại no âu Là bởi vì cái phước của chúng ta không được như thế Nhưng chúng ta cứ đòi cái chỗ đấy Thì nó sẽ không không được Không được thì chúng ta lại càng lo âu Chúng ta lại càng đau khổ Cho nên muốn nhổ được sự no âu này đi Thì chúng ta phải phải biết rõ về mình Để chúng ta mong cầu đúng những gì là của chúng ta như thế chúng ta sẽ hết sầu khổ thế thì có phải là nhổ cái mũi tên này đi nhổ cái mũi tên này đi phải bằng đa văn phải nghe nhiều nghe nhiều rồi lại còn phải thực hành tức là phải chỉ giới bỏ đi được cái là cống cao cống cao chế phục tham dục mạnh mẽ đấy hãy gây tạo phước tu học trí tuệ mới có thể trừ được các tai họa mãi mãi được an ổn. Cho nên chúng ta muốn diệt trừ được các tai họa thì chúng ta phải tu học rồi chúng ta phải tạo các công đức phước báo tức là tạo các cái nhân quả thiện cho chúng ta thì chúng ta mới có được cái đời sống an ổn, hạnh phúc, không có lo sầu. Đấy chúng ta sẽ nhổ được cái mũi tên đọc đi. Tâm chứa hoàn quán xin đọc tiếp. Bấy giờ hóa thân liền hiện lại thân Phật sắc vàng thù diệu và nói kệ. Sầu lo vết thương nặng, ngu muội mũi tên sâu, đấy Đức Phật dạy như thế đấy. Sầu lo mới là vết thương nặng, ngu muội mới là mũi tên sâu. Dầu mạnh không nhổ nổi, đa văn trừ được thôi. Mù nhờ nghe được mắt tối nhờ nghe được đèn ai dạy bảo thế gian như người sáng dẫn mù tức là đức phật dạy tức là ai là người nói cho thế gian biết được điều này biết được về nhân quả giúp cho chúng sinh thực hành được thiện nhân quả thì đức phật dạy đó là ai dạy bảo thế gian như người sáng dẫn mù nhưng mà chúng ta nhớ chúng ta phải là người sáng đã chúng ta phải học phật pháp chúng ta phải nghe nhiều chúng ta phải thực hành để chúng ta có lợi ích rồi chúng ta mới đi dẫn người khác chứ nếu như chúng ta nghe xong rồi chúng ta không thực hành thì chúng ta không biết được điều chúng ta nghe có đúng hay không điều chúng ta nghe chúng ta tư duy có phải hay không cho nên chúng ta vừa nghe xong chúng ta đã đi dẫn người khác thì cả tất cả cùng đi xuống chỗ đau khổ Cho nên khi nghe thì chúng ta phải tư duy Chúng ta thực hành cho mình đã Chúng ta thấy được rồi Chúng ta mới hướng dẫn lại cho người khác Cho nên Đức Phật dạy đó là Phải thẩm sát đấy ạ Châm chiếu hỏi Hoàn quán xin đọc tiếp Vậy hãy dứt si mê Bỏ sang dầu kiêu mạn Siêng học bậc đa văn Đó là tích tụ đức Đấy, cho nên ở đây chúng ta phải tìm cái bậc đa văn, cái bậc hiểu nhiều, cái bậc thực hành để cho chúng ta học hỏi nhé. Để cho chúng ta tích tụ được các phước đức cho mình. Bây giờ, 500 tên cướp thấy hào quang của Đức Phật lại được nghe kệ khai thị nên đảnh lễ quy y hết lòng ăn năn sửa đổi do đó vết thương trên thân họ cũng tự nhiên lành lại họ vô cùng hoan hỷ, tâm trí khai thông, phát tâm thọ trì ngũ giới. Từ đó trong nước trở lại yên bình, nhân dân ai cũng hoan hỷ. Để kính thưa các quý đạo hữu, vì cái mũi tên của Đức Phật là cái mũi tên do thần nực cho nên là khi họ nghe được như vậy, họ tiếp nhận được giáo pháp của Phật thì Đức Phật sẽ thu lại những cái 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 gọi là cái biến hóa của mình thôi và ở đây hai tâm chiếu hoàn quán thỉnh các quý đạo hữu chúng ta bắt đầu tập tư duy tứ đế khổ nguyên nhân của khổ và cách giải quyết khổ khổ ở đây đức phật dạy đó là cái sự lo âu của mình và nguyên nhân của khổ là do tham cầu và cách giải quyết khổ Đó là đa văn Học hành và thực hành Tích lũy các cái phúc báo Đấy, thì Tích lũy các phúc báo Thì gồm có bố thí, trì giới Tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định Đấy Thế còn đối tượng chúng ta Hướng tới bố thí thì ở trong nhiều kinh của Đức Phật đã dạy rồi Đối với người chết thì lên cúng dường tam bảo hồi hướng Đối với người bệnh thì lên cho thuốc Đối với kẻ những người nghèo khổ thì lên gì? Nên giúp đỡ bằng vật chất Đấy, đấy là cách giải quyết khổ đó là bát chính đạo Đấy là tránh kiến, tránh tư duy đấy Các quý đạo hữu Thế thì ở trong một bài kinh thì chúng ta cũng tập dần cái cách tư duy tứ dụ đế Chúng ta có biết tư duy tứ dụ đế Tức là chúng ta sẽ biết nhận biết đâu là kinh Phật Đâu không phải là kinh Phật Các quý đạo hữu ạ Đó Thế thì do chúng ta là mới có được kỷ niệm Ngày Đức Phật nhập Niết Bàn Hãy lấy giới làm thầy Chính Pháp làm ngọn đèn Nương tựa lấy chính mình Ngày đêm thường tinh tấn Sẽ vừa thoát khổ đau thì ở đây cũng thế, chúng ta tu tập giới chúng ta phải nấy tránh pháp để chúng ta làm ngọn đèn thì ở đây là phải biết tu học đa văn trí tuệ phải biết tích phúc cho nên các phật tử trong câu lạc bộ cúc vàng phải chăm chỉ tu học chăm chỉ nghe học phật pháp rồi chăm chỉ thực hành rèn sửa thân tâm giải trừ các tâm tham cầu nó không đúng nhân quả để cho mình bớt phiền não bớt khổ đau kính thưa các quý đạo hữu trong bài kinh Phật hàng phục bọn cướp thì qua đây chúng ta đã lãnh thọ được lời Đức Phật dạy cái cách để cho chúng ta diệt trừ được cái các cái tai họa đó là phải nghe học Phật pháp luôn luôn thực hành bố thí tức là bố thí tức là tích lũy phúc báo và tu trì giới cho nên là rất mong các quý đạo hữu chúng ta tinh tấn tu hành tự mình nỗ lực à, vừa làm việc no cho gia đình nhưng cũng vừa biết tích lũy phúc báo để cho chúng ta loại trừ các tai họa của chúng ta vì trong cuộc sống của chúng ta có cái sự cộng nghiệp giữa mình và gia đình cho nên tai họa có thể mang đến từ nghiệp lực của rất nhiều người trong gia đình mình cho nên mình tích lũy phúc báo để bảo hộ cho gia đình đó là một người biết no cho gia đình chúc các quý đạo hữu luôn luôn tinh tấn nam mô phật bổn sư thích ca mâu ni thỉnh các quý đạo hữu chúng ta chắp tay hồi hướng công đức ạ nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả ngươi đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo.